Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm món thịt ba chỉ quay nhé. Trước tiên các bạn luộc một nồi nước dùng. Các bạn luộc thịt ba chỉ trên cái nồi nước sủi như này khoảng 2 phút để cho thịt nó cứng, nó rắn. Khi mình chiên nó sẽ ngon hơn và không bị khô ở bên trong. Nhưng mình chỉ luộc khoảng 2 phút thôi, đừng luộc lâu thì thịt nó sẽ teo đi và sẽ không ngon các bạn ạ. Nhưng mà các bạn nhớ là mình phải đun sủi nước thì mình mới cho thịt vào nhé. Lần trước mình đã có clip về làm món thịt ba chỉ quay rồi. Bây giờ mình sẽ làm clip này là thịt ba chỉ quay rất là đơn giản thôi mà ăn rất là ngon, để dành cho những bạn mà không thích cái mùi của ngũ vị hương ấy và không thích nhiều gia vị ấy mà vẫn có món thịt ba chỉ giòn ngon. Hôm trước đi ăn cỗ ở ngoài nhà bà ngoại mình thấy chú mình làm rất là ngon và đơn giản thôi. Mình chỉ cần ướp gia vị và châm vào cái bì này hoặc là dùng cái dao khía cái bì này. Ướp đơn gia vị thì rất là đơn giản, gồm có muối trắng, mì chính và giấm. Ba cái nguyên liệu đấy thôi, không cần gì nhiều. Được khoảng 2 phút thì các bạn tắt bếp đi. Tắt bếp mới không được để thịt chín quá. Rồi. Tắt bếp mình vớt ra ngay và mình chấp vào cái phần bì này. Tiếp đến khi mà thịt ba chỉ đã luộc xong rồi, các bạn rửa sạch lại rồi, các bạn dùng dao các bạn khía vào cái phần bì nhé. Các bạn lưu ý là mình không khía vào sâu vào trong, thì khía đến phần mép này thôi. Mép của cái khía này, để tí nữa bì sẽ giòn hơn, ngon hơn đấy. Nhớ là cái bì lợn này các bạn cạo vàng sạch lông thì ăn càng ngon. Hôm nay miếng bì ba chỉ này của mình cắt hơi mỏng để chiên cho nó nhanh nhé, nên phần bì của mình nó không nhiều. Các bạn nhớ là không được vào sâu quá cái phần mỡ nhé, thì ăn sẽ không được. Rồi bây giờ mình đi ướp gia vị. Như mình nói lúc trước, mình chỉ cần ướp ba nguyên liệu là giấm, muối và mì chính. Các bạn mà có ăn được mùi của ngũ vị hương ấy thì các bạn có thể cho thêm ngũ vị hương, tỏi, bột tỏi hoặc bột sả và chút đường. Nhưng ướp theo cách đơn giản này của mình ấy thì ai cũng ăn được, và khi nấu thì mình mà cái ướp thì cũng rất là đơn giản đấy. Các bạn chỉ cần cho muối tinh tùy theo khẩu vị của gia đình này. Giấm này, khoảng một thìa muối tinh, hai thìa giấm. Và lửa thìa mì chính. Bây giờ các bạn có thể đi bao tay hoặc không dùng vân tay, mình rửa tay thật sạch nhé. Ướp và để cho thịt nghỉ khoảng 30 đến 1 tiếng nhé các bạn nhé. Rồi mình mang đi chiên. Nếu mà các bạn cho nhiều nguyên liệu như là sả này, là tỏi này, ngũ vị hương này, đường này, thì các bạn phải ướp phần thịt này riêng và phần bì này chỉ sắt muối trắng thôi. Và có thể cho cả rượu trắng. Như này thì rất là đơn giản thôi, thì ăn rất là ngon các bạn. Nếu các bạn muốn ướp này thì tất cả mọi người đều ăn được. Có những người không thích những mùi tỏi tiếc ra ngũ hương ngũ như thì người ta đều ăn được. Và các bạn chỉ cần pha nước chấm ấy, thì khi mình chấm vào ăn cũng rất là ngon. Không cần thiết là phải làm đúng theo kiểu của tất cả mọi người. Rồi bây giờ đợi khoảng nửa tiếng đến một tiếng. Để tiết kiệm dầu ăn, các bạn chuẩn bị cho mình cái nhỏ chảo nhỏ như này thôi nhé. Và các bạn rửa thật sạch để ráo nước, rồi mình cho dầu ăn vào. Sau đó mình cho thịt ba chỉ vào chiên. Thịt ba chỉ đã ướp được khoảng nửa tiếng đến một tiếng là được. Khi dầu sủi thì mình cũng cho nhé.
các bạn lưu ý là mình không nên cho lửa to quá, chỉ cho lửa vừa thôi. Khi mà thịt đã vàng đều hai mặt thì mình bắt đầu cho lửa nhỏ hơn để thịt giòn. Mình làm miếng nhỏ này cho lên nó rất là nhanh chín và nó rất nhanh ra giòn đấy các bạn. Đấy, các bạn có thể chiên thêm một chút nữa để cho vàng hơn. Và xong món thịt ba chỉ chiên rất là ngon đúng không các bạn? Bây giờ có thể gắp ra và thái miếng được rồi đấy. Đợi nguội một chút thì mình thái. Đây các bạn thấy không? Phần bì rất là giòn đúng không? Rất là giòn, rất là ngon đúng không các bạn? Vì đây các bạn. Chúc các bạn thành công với cách làm thịt ba chỉ chiên giòn kiểu này nhé. Bây giờ mình cắt thịt ba chỉ ra nhé các bạn nhé. Rất là ngon. Giòn, ngon đúng không các bạn? Các bạn thấy không? Thịt thì rất là vàng, bì thì rất là giòn. Mình làm mỏng như này thì chiên rất là nhanh. Nó mỡ ra khá nhiều. Thịt lại nhanh giòn. Còn nếu mà trong các bữa cỗ ấy, làm ấy thì các bạn nên để thịt dày gấp đôi như này nhé. Chúc các bạn thành công với cách chiên thịt ba chỉ cả miếng này nhé.